cháy rừng hoành hành ở Tây Ban Nha. Lính cứu hỏa Đức đến Hy Lạp để hỗ trợ. Bộ trưởng Y tế cho biết nước Anh chuẩn bị cho cái nóng khắc nghiệt. Giá lương thực tăng cao trong bối cảnh lạm phát cao kỷ lục ở Canada. Người cao tuổi ở Hoa Kỳ chật vật kiếm sống trong bối cảnh lạm phát gia tăng. Tàu chở hàng Thiên Châu 3 đánh dấu bước tiến xây dựng trạm vũ trụ của Trung Quốc. Xin chào năm cho anh em đang theo dõi chương trình Thế Giới Đó Đây trên kênh của chúng tôi. Và như thường lệ, chương trình ngày hôm nay sẽ đưa anh em đi vòng quanh thế giới để dõi theo những thông tin, sự kiện mới nhất đang diễn ra trên toàn cầu. Và hãy subscribe ngay kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ nhé. Còn bây giờ thì hãy bắt đầu với nội dung của chương trình ngày hôm nay thôi. Cháy rừng hoành hành ở Tây Ban Nha. Vào thứ Bảy ngày 16 tháng 7, cháy rừng đã hoành hành ở Tây Ban Nha do nhiệt độ mùa hè tăng cao, khiến hàng nghìn người phải sơ tán khỏi nhà. Các nhân viên cứu hỏa đã phải chiến đấu với hàng loạt ngọn lửa vào thứ Bảy sau nhiều ngày nhiệt độ cao bất thường lên tới 45,7 độ C. Theo số liệu của Viện Y tế Calgary, trận nắng nóng kéo dài gần một tuần đã khiến 360 người tử vong do sốc nhiệt. Hơn 3.000 người hiện đã phải sơ tán khỏi nhà do một vụ cháy rừng lớn ở Mijas, một thị trấn ở tỉnh Malaga nổi tiếng với khách du lịch Bắc Âu. Nhiều người trong số đó đã được đưa đến nơi trú ẩn trong một trung tâm thể thao của tỉnh. Ở những nơi khác của Tây Ban Nha, đám cháy bùng lên ở một số vùng ở Extremadura gần biên giới Bồ Đào Nha. Đơn vị khẩn cấp quân sự Tây Ban Nha đã được triển khai để giúp dập tắt đám cháy ở khu vực này. Ở khu vực gần Casas de Miravete, một vụ cháy rừng đã bùng phát khiến 3.000 hecta đất bị thiêu rụi. Cơ quan địa phương đã sử dụng máy bay trực thăng để dập ngọn lửa, trong khi người dân ở hai ngôi làng gần đó đã phải sơ tán đến công viên quốc gia Monferragu. Lính cứu hỏa Đức đến Hy Lạp để hỗ trợ. Một nhóm lính cứu hỏa từ Đức đến Hy Lạp vào Chủ nhật ngày 17 tháng 7 để hỗ trợ cho đất nước Địa Trung Hải trong những tháng mùa hè sau những trận hỏa hoạn kinh hoàng thiêu rụi nhà cửa và những vùng đất rộng lớn vào năm ngoái. Việc hỗ trợ này nằm trong dự án thí điểm định vị trước do EU điều phối, đưa khoảng 250 lính cứu hỏa từ 6 quốc gia trong Liên minh châu Âu đến Hy Lạp luân phiên trong tháng 7 và tháng 8, những tháng nhiệt độ cao điểm của đất nước. Theo đó, một đội gồm 16 lính cứu hỏa của Đức sẽ đóng quân tại thành phố Tripoli, miền trung Hy Lạp trong một tháng. Theo sau họ sẽ là các đội đến từ Pháp, Na Uy và Phần Lan. Trước đó, đội cứu hỏa đầu tiên Romania và Bulgaria để đến vào ngày 2 tháng 7. Lực lượng cứu hỏa sẽ đóng tại thủ đô và các thành phố ở miền trung và miền bắc Hy Lạp. Mỗi năm khi mùa cháy đã bắt đầu ở Hy Lạp, các nhân viên cứu hỏa phải đối mặt với những đám cháy hàng ngày do gió mạnh và nhiệt độ khô. Hàng ngàn mẫu đất bị cháy xém và những ngôi nhà bị thiêu rụi trong nhiều tuần vào năm 2021 sau một đợt nắng nóng kéo dài. Các đám cháy đã khiến chính phủ phải cải tổ Bộ Bảo vệ Dân sự và đổi tên bộ này thành Bộ Chống Khủng hoảng Khí hậu, đồng thời đưa ra một chương trình sẵn sàng ứng phó cho mùa hè. Các biện pháp và thời gian phản ứng đã được tăng cường, giảm các thương tích hoặc thiệt hại nghiêm trọng. Bộ trưởng Y tế cho biết nước Anh chuẩn bị cho cái nóng khắc nghiệt. Bộ trưởng Y tế Anh Steve Buckley cho biết Vương quốc Anh đang chuẩn bị cho tình trạng nắng nóng khắc nghiệt trong những ngày tới. Ông cho biết chính phủ và các quỹ cứu thương đang đưa ra các biện pháp bổ sung để đối phó với bất kỳ nhu cầu nào tăng lên như nhiệt độ cao chưa từng có. Cơ quan dự báo thời tiết của Anh tuần trước đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ cực cao màu đỏ đầu tiên cho các vùng của Đức Anh vào ngày 18 và 19 tháng 7. Các quan chức đang lo lắng về những ảnh hưởng đối với sức khỏe của người dân. Hệ thống chăm sóc sức khỏe đã bị thách thức bởi đại dịch COVID-19 khi cái nóng gay gắt quét qua đất nước. COVID là một áp lực bổ sung khi chính phủ đang đảm bảo tất cả các bệnh viện tối đa hóa năng lực của họ để chắc chắn rằng mọi người không phải chờ đợi lâu hơn khi họ cần. Nhiệt độ cao nhất ghi nhận ở Anh là 38,7 độ C, được ghi lại ở Cambridge vào ngày 25 tháng 7 năm 2019. Giá lương thực tăng cao trong bối cảnh lạm phát cao kỷ lục ở Canada. Người dân Canada đã bắt đầu cảm thấy áp lực từ việc tăng giá thực phẩm và năng lượng khi tỷ lệ lạm phát của nước này trong tháng 5 đạt 7,7%, gần với mức cao nhất trong 4 thập kỷ. Theo một báo cáo khảo sát từ tổ chức từ thiện Food Bank Canada, giá thực phẩm đã tăng hơn 10% trong năm qua, buộc gần 1/4 người Canada phải ăn ít hơn. Tổ chức từ thiện cho biết khoảng một nửa số người Canada có thu nhập hàng năm dưới 50.000 đô la Canada đã phải vật lộn để có đủ lương thực. Ngân hàng lương thực Toronto đã quyên góp thực phẩm cho khoảng 60.000 người mỗi ngày trước đại dịch, nhưng tháng trước con số này đã tăng lên hơn 170.000 người. Các nhà kinh tế cảnh báo rằng những người lao động có thu nhập thấp và những người hưu trí có khả năng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lạm phát xoắn ốc. Người cao tuổi ở Hoa Kỳ chật vật kiếm sống trong bối cảnh lạm phát gia tăng. Với lạm phát và giá tiêu dùng tăng tỷ lệ cao nhất trong 40 năm, những người cao tuổi ở Hoa Kỳ đang cảm thấy bị siết chặt. Chỉ mới xuất hiện gần đây khỏi đại dịch cô lập để hòa nhập xã hội tại trung tâm dành cho người cao tuổi ở địa phương của mình, Craig Evan, 75 tuổi, đến từ bang Georgia, đã nhận thấy năm 2022 là một cuộc đấu tranh. Ngân sách dành cho thực phẩm hàng ngày của họ đã tăng lên rất nhiều và không tiết kiệm thêm đồng nào. Tại một trung tâm cấp cao ở ngoại ô Atlanta, tất cả những người thuộc mạng lưới truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN cho biết họ đang gặp khó khăn trong bối cảnh lạm phát gia tăng.
Một trong những nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lạm phát là những người cao tuổi của Mỹ, đặc biệt là những người có thu nhập cố định. Họ dựa vào an sinh xã hội và tiết kiệm hạn chế, hiện đang bị kéo dài đến mức giới hạn và đôi khi vượt quá. Sandy Vanity, phó giám đốc dịch vụ cấp cao của quận Cobb, cho biết sự giúp đỡ của chính phủ của nhóm dễ bị tổn thương còn phải trải qua một chặng đường dài. Họ không có quyền kiểm soát nền kinh tế trong việc cung cấp các dịch vụ, cho dù đó là cung cấp phương tiện đi lại, cung cấp bữa ăn, sự kiểm soát. Và trong khi những người trẻ tuổi đang gặp khó khăn về tài chính, thường tìm cách thay đổi công việc hoặc thậm chí đảm nhận công việc thứ hai, thì những người cao niên vẫn sẵn sàng làm việc như bà Gigi Gaitos, 76 tuổi. Bà nhận thấy rằng việc lựa chọn việc làm bị hạn chế khi tuổi tác là một rào cản lớn. Với những người cao niên có lẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt tồi tệ nhất trong cuộc đời của họ. Họ có thể là người ít có khả năng ứng phó nhất với thời thế thay đổi. Tàu chở hàng Thiên Châu 3 đánh dấu bước tiến xây dựng trạm vũ trụ của Trung Quốc. Theo cơ quan không gian có người lái Trung Quốc CMSA, tàu vũ trụ chở hàng của Trung Quốc đã được tháo dỡ khỏi tổ hợp trạm vũ trụ vào khoảng 11 giờ trưa Chủ nhật ngày 18 tháng 7 theo giờ Bắc Kinh, sau khi hoàn thành tất cả các sứ mệnh của mình, đánh dấu một bước tiến nữa trong việc xây dựng trạm vũ trụ của nước này. Tàu Thiên Châu 3 hay tàu Thiên Đường là sứ mệnh thứ ba của tàu vũ trụ chở hàng không người lái lớp Thiên Châu của Trung Quốc và là sứ mệnh tiếp tế thứ hai cho trạm vũ trụ trên quỹ đạo Thiên Cung. Vào ngày 20 tháng 4, tàu chở hàng đã tách khỏi cảng phía Tây Thiên Hà, di chuyển đến cổng phía trước của mô đun và hoàn thành điểm hẹn do máy tính dàn dựng và cập bến với mô đun cốt lõi. Giang Bình, phó trưởng thiết kế của nhóm tàu vũ trụ chở hàng tại Bắc Kinh, trung tâm điều khiển hàng không vũ trụ cho biết. Trước khi chở hàng Thiên Châu 3 đã được gắn vào cổng phía trước của mô đun, đây sẽ là cổng trước của mô đun phòng thí nghiệm mà Vấn Thiên cập cảng sau khi ra mắt. Vì vậy, trước khi Vấn Thiên đến, Thiên Châu 3 cần phải tách ra khỏi tổ hợp để chuẩn bị cho vụ phóng mô đun phòng thí nghiệm. Toàn bộ quá trình tháo dỡ hàng diễn ra mà không gặp trở ngại nào, với việc chiếc tàu hoàn thành việc phân tách an toàn và âm thanh và chuyển sang chế độ bay trên quỹ đạo bình thường. Thiên Châu 3 đang ở trong tình trạng tốt trong chế độ bay tự động và sẽ quay trở lại bầu khí quyển của trái đất dưới sự kiểm soát của mặt đất sau đó. Tiếp theo, sau khi phóng thành công mô đun phòng thí nghiệm Vấn Thiên và việc cập cảng sau đó với tổ hợp trạm vũ trụ, Thiên Châu 3 sẽ được khử mùi. Trung Quốc đặt mục tiêu phóng mô đun phòng thí nghiệm Vấn Thiên vào cuối tháng này và một mô đun phòng thí nghiệm khác Mộng Thiên vào tháng 10 để xây dựng trạm vũ trụ của họ, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay. Vừa rồi là những tin tức mới nhất, nóng hổi nhất mà chúng tôi cập nhật được trong những ngày qua. Và anh em đừng quên, các bạn có hẹn với Thế Giới Đó Đây mỗi ngày trên kênh của chúng tôi nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những số tiếp theo.